Chào tất cả bà con nha. Hôm nay mình tiếp tục mình quay cái miếng lúa của ông chú mình không bị gầy cánh phắn, ăn nó già hực vàng á. Rồi ống xịt cái thằng gầy nè, với tảo hạt thằng tóc của A Di Gia Băng nè, với gốc sai phi săn như mấy clip trước mình đã nói rồi đó, với đi domin Mỹ mà xịt cái hoạt chất thuốc nó dính trên lá xanh xanh nè. Với họ cũng thúc cũng giải phân vô đó. Bên nay mình bà con nhìn thấy cái màu lúa không? Màu lúa nó vàng, màu đẹp không? Giờ mình đi vòng vòng coi cái lúa nó vô gạo tới cẩy hay không, là cho bà con xem cho thực tế luôn. Rồi như thông phẩm mình nói đó là ổng giải hai bao phân. Ổng xịt rồi nó bị hực vàng lên, giải điển kêu mình giải hai bao phân rồi xịt đôn thêm vài cử nữa như cái bông này. Bà con thấy không? Mình bước lên cho bà con xem luôn. Như cái bông này, cái lá nè, cái lá nó còn tốt nè, thấy không? Là cái hạt nó nè, cái hạt lúa nè. Này không lấy nét được để mình để vô tay cho bà con xem đó. Cái hạt có lấy lúa, lấy gạo thấy không? Đây, nói chung lấy cũng được 70-70 mấy%, cũng ok. Đây cái vàng lúa nè, bông nè, đó nó cũng chắc hộp, nhưng không bằng cái vũ đông sân nha. Tại vì nó bị mùa này nó bị gầy cánh phắn, nó hoành hành quá, nó hút chích quá, làm cái cây bị suy dinh dưỡng. Còn bên miếng bên đây của con cái thằng đầy thơm thì nó phải nặng hơn bà con ơi. Bên này đầy thơm 8 nè, mà không lấy giống nè, mà cuối cùng là tình trạng này là không lấy giống luôn nè, nó bị cái hạt lúa nè, nó cũng lấy gạo nhưng mà lấy vô nửa hột mà chứ nó bị lép đen đồ này kia nè, lúm chân nè. Cái bông này, cái hột này còn xanh nè, chưa lấy gạo được nè, lấy được có vài chục hột ngoài đầu vô tới nửa bông rồi. Không, nó đơ nhìn kỳ lắm. Với cái giống này mà bà con làm mà sao mà tới cắt á, đừng cho để cho nó cái lá nó còn xanh quá nha bà con. Nó lá nó còn xanh với cây còn xanh quá là nó cắt á, nó ra lúa lắm. Máy liên hợp nó cắt là thổi ra lúa, mình như gan là mình xả lúa vậy. Là máy nó chỉnh cũng bó tay luôn. Tại năm đó là mình làm có bỉ rồi. Bỉ một năm rồi. Là cũng đồng thời cắt chung với người ta bên kia nó cắt không ra lúa, mà qua miếng đất mình cắt là nó ra lúa. Là trường hợp là cái cây này nó còn xanh quá, cây còn xanh quá, cái lá nữa là suốt nó thổi ra ngoài luôn. Là hôm hổm mình là ổng chảy một bao lãnh một bao đáp, rồi xịt thằng solo với thằng Didumin Chion, rồi cửa sau là xịt gốc sai phi xăng với Ajisapang với Didumin nữa, rồi cửa sau nữa là xịt Ajisapang với gốc sai phi xăng Amitatop với thẻ du gạo nữa. Nói chung là em xịt thấm lắm. Rồi cái cửa sau này nữa là mới hôm hổm mình xịt, ổng xịt cái thằng cấp sai phi xăng với thằng Antonis thì xịt một bình hai gói đó. Này nhìn mọi con thấy không, bông nó cũng riêng lắm nè. Nói chung là cái miếng này hôm hổm là mình đánh giá là năng suất ở 700-750. Nay mình qua quay cho bà con và anh em xem. Cái màu lúa nó cũng đẹp lắm, sáng được luôn.
đó. Đây. Một sắn rực non nóc ha bà con. Đây ông cây lúa nó bị suy dinh dưỡng, giải phân rồi ông xịt chua gạo này kia. Xịt không có xịt tinh bột nano nữa nè. Rồi bữa nay. Nay dặn lúa không? Nói chung là dặn lúa này lấy vốn được, có tiền cà phê cà pháo được, ok chứ không có lỗ đâu, không có đi Bình Dương đâu bà con ơi. Họ nói đi Bình Dương cũng ghê, cũng rung quá, con thấy không? À, cái nhiều bông thì nó hôm hổm nó bị suy dinh dưỡng á, nó bị cháy vàng hết nửa bên lá rồi nửa bên xanh nè. À, cái bông nó sẽ lấy gạo hơi chậm thôi. Như cái cây khỏe thì nó lấy gạo đúng ngày tháng của nó là nó lấy gạo đầy cây hết. Còn như cây lúa nó bị suy dinh dưỡng do tác động của những con gầy hay là bệnh gì đó, rồi mình xịt thuốc này kia phục hồi lại đó, thì nó sẽ lấy gạo hơi chậm hơn. Như mỗi năm là cái giống này như Đông Sưng thì 100 mấy ngày là cắt, bây giờ là phải 110 ngày mới cắt được, tại vì hắn cần kéo dài thời gian cho cái những cái hạt xanh này nè, hạt xanh này nè, cho nó cứng, nó cứng gạo cái hả, rồi mình cắt. Chứ bây giờ còn xanh quá, như vậy như lúa bữa nay là được 95 ngày thôi, là còn 10 ngày nữa chín sao kịp bà con. Trong khi cái mấy cái hạt xanh này nè là nó còn sữa nữa, mình bóp nó còn mềm á, chưa cứng gạo nữa, thì 100 ngày nữa làm sao mà cứng đây nè. À, bóp nó còn mềm nè, nó còn xịt sữa nè. Ừ, thấy không, các bạn thấy không, còn xịt sữa nè đó. Trong khi đó là hai mấy cửa gọi là xịt thằng có thành phần kali á, thúc cho nó vô gạo cho nó nhanh á, mà do cái cây mình nó bị suy dinh dưỡng cho con gầy á, cho nên nó cũng chậm đi. Là cái lần mới mình xịt nè, lần lỗi mình xịt. Nói chung cái vàng lúa này cũng im chứ không tệ gì mấy đó. Nói chung là gom nó thấy nó cái bông nó cũng hơi nặng nè. Rồi video mình sẽ kết thúc tại đây nha bà con.